dân độ Việt Nam chắc sẽ thích bản Toyota Hilux này, thiết kế hầm hố, độ sẵn thân rộng, thách thức Wrangler Raptor. Toyota đã xác nhận Hilux Revo GR Sport sẽ ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 20 tháng 3 tới. So với Hilux GR Sport thường, phiên bản Revo GR Sport có những nâng cấp mới nhằm biến chiếc bán tải cỡ trung thành xe hiệu suất cao. Được công bố lần đầu tại Úc, Toyota Hilux Revo GR Sport lấy cảm hứng từ cuộc Rally Dakar, nơi các đội đua địa hình từ Úc, Thái Lan, Mỹ Latin và Nhật Bản cạnh tranh với nhau. Hộp số tự động trên bản này được tinh chỉnh chủ động hơn và nay kết nối với lẫy chuyển số gắn trên vô lăng. Khả năng tăng tốc cũng được cải thiện so với nguyên bản. Chiều rộng cơ sở Toyota Hilux Revo GR Sport được nới rộng 140mm phía trước và 155mm phía sau. Hệ thống treo được chăm chút với giảm sóc và lò xo mới. Về kích thước, ngoài chiều rộng cơ sở nhỉnh hơn đôi chút như phía trên, Toyota Hilux Revo GR Sport còn có chiều dài tổng kém 5mm, chiều rộng tổng hơn 120mm và chiều cao tổng hơn 15mm so với GR Sport. Kích thước là 5325, 1900, 1865mm, chiều dài cơ sở 3085mm. Tại Úc, phiên bản này được đánh giá là bản cạnh tranh for Wrangler Raptor, dù vậy sự ưu việt của Wrangler Raptor mới, hiện đại hơn hẳn vừa khiến Hilux Revo GR Sport bị bỏ lại trong cuộc đua doanh số 2023. Động cơ Toyota Hilux Revo GR Sport sử dụng là loại 2.8 lít tăng áp diesel giống bản gốc, nhưng công suất tăng 20 đơn vị, mô men xoắn tăng 50 đơn vị, tức công suất 220 mã lực và mô men xoắn 550 Nm. Về thiết kế, ngoại thất Toyota Hilux Revo GR Sport sở hữu mâm hợp kim 17 inch tối màu, mới đi kèm lốp đa địa hình, thềm cửa mới, cặp phanh đỏ và logo GR. Nội thất xe tiếp tục sử dụng tông đen chủ đạo và đỏ đan xen từ ốp, chỉ trang trí. Bàn đạp thể thao, dây đai an toàn đỏ cùng logo GR Sport trên tựa đầu là một số thay đổi khác.